Phú ông múa túy quyền. Biết kiếm đâu ra khoản tiền lớn như thế để chữa bệnh cho con bây giờ? Số tiền lớn như thế tôi làm gì có chứ. Chú cũng biết đấy, nhà tôi cũng đâu có hơn gì nhà chú. Biết làm sao bây giờ? Cả cái làng này đều phải chạy từng bữa ăn thì lấy đâu ra khoản tiền lớn như thế? May ra thì còn nhà Phú Ông. Nhưng Phú Ông thì nổi tiếng độc ác, thù dai và hách dịch, chẳng coi ai ra gì. Cũng khó lắm, nhưng chẳng còn cách nào. Chú cứ thử xem sao. Rõ khổ thằng bé quá. Vâng, cảm ơn bác. Thằng bé nhà mình đã từng có lần làm thằng con Phú Ông ngã. Tí nữa thì ông ấy đốt cả nhà. Làm sao mà ông ấy cho mình vay chứ? Nhưng mà... cũng chỉ còn mỗi cách đó thôi. Có chuyện gì mà thập thò ngoài đây? Dạ bẩm ông, con có chuyện gì thì nói nhanh lên. Dạ bẩm ông, thằng bé nhà con nó đang bị bệnh nặng lắm, phải cần 100 bạc để chữa bệnh, mà con thì túng quá nên đành mạo muội sang đây, xin ông cứu giúp ạ. À, ngươi còn dám phát bạc sang đây mà vay mượn nữa à? Dạ con biết lỗi của con rất lớn, nhưng xin ông làm ơn làm phúc ạ. À, còn hắn đã làm con trai ta ngã chảy cả máu chân, chẳng nhẽ ta lại cho hắn vay tiền dễ dàng thế hay sao? Ta đã có cách, 100 bạc đối với ta chẳng là gì, nhưng vừa được tiến thúc, vừa bắt hắn phải trả giá. Thôi được, thương nhà ngươi, ta sẽ cho nhà ngươi vay tiền. Ông sẽ cho con vay tiền ạ? À? Con đội ơn ông, con đội ơn ông. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì ạ? À? Nếu sau 2 tuần đúng giờ ngọ ngươi không trả được nợ, thì ta sẽ lấy của ngươi 1 cân thịt. Tự tay ta sẽ làm điều đó. Ông xẻo 1 cân thịt trên người con? Đúng vậy, nếu ngươi không đồng ý thì thôi vậy. Làm thế nào bây giờ? Không có tiền thì thằng bé sẽ không qua khỏi. Đã đến nước này thôi thì dạ vậy con xin vâng ạ. À, làm sao mà ngươi có đủ tiền để trả cho ta cơ chứ? Thôi thì cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Trời ơi, xoay mãi mới đủ tiền, bây giờ đã quá ngọ mất rồi, làm thế nào đây? Thế nào, đã có tiền trả nợ cho ta chưa? Dạ thưa ông, con chật vật mấy ngày nay mới gom đủ số tiền trả nợ ông, bây giờ con xin trả ông. Nhờ có nó mà thằng cu nhà con mới hết bệnh à? Thằng này xoay tiền cũng giỏi phết, nhưng không sao, may làm sao mà thoát được chứ. Ngươi có nhầm không vậy? Đến 12 giờ trưa nay là đã hết hạn rồi, bây giờ đã là 1 giờ chiều, có trả tiền ta cũng không lấy nữa. Bây giờ ngươi phải thực hiện giao ước đi. Thưa ông. Thưa gửi gì? Bắt hắn lôi về cho ta. Con xin ông. Chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Kính chào quan lớn ạ. À, các ngươi làm gì mà ầm ĩ giữa đường thế? Thưa quan lớn, tên này vay tiền của con và đã giao ước nếu đến hạn mà không trả được nợ, con sẽ tự tay cắt 1 cân thịt trên người hắn. Bây giờ quá hạn rồi, vay mà hắn còn định trốn. Nhận của quan lớn ở đây, mong ngài phân xử giùm. Dạ, thưa quan lớn, hôm nay đến hạn, con đã đi hết làng trên xóm dưới gom đủ số tiền trả Phú Ông, chỉ chậm có 1 khắc giờ thôi. Vậy mà Phú Ông không nhận, nhất quyết đòi lấy thịt con. Mong quan phân xử ạ. À, lại có kiểu vay lãi kỳ cục và độc ác như vậy sao? Hóa ra dân nghèo vẫn phải chịu khổ như thế này, vô lý. Có thật ông không muốn nhận lại tiền không? Dạ vâng ạ. Nếu vậy thì cứ làm theo ý ông. Ôi, đội ơn quan lớn, quan lớn quả là sáng suốt. Bay đâu, lôi nó về cho ta. Khoan, nhưng ông phải làm đúng yêu cầu này. Tự tay ông sẽ xẻo 1 miếng thịt của anh kia, vừa đúng 1 cân. Nếu miếng thịt thừa hoặc thiếu dù chỉ 1 gram, cả nhà ông sẽ bị tử hình. Ngoài ra, tất cả gia sản cũng bị tịch thu. Hả?
làm sao mà xẻo được đúng một cân chứ. Tôi không muốn đòi một cân thịt của hắn nữa. Xin cho tôi đòi lại số tiền vay thôi ạ. Không thể được. Lúc nãy ông đã chối không nhận tiền mà chỉ đòi cân thịt. Vậy ông cứ làm. Nếu không làm thì ông sẽ phải nộp phạt 1.000 đồng vì tội chống quan. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi không đòi gì nữa ạ. Tiền cũng không ạ, mà thịt cũng không ạ. Vậy thì ông hãy nộp phạt rồi ngồi tù 4 năm vì tội độc ác, dùng tiền để áp bức người khác. Tội đó cần phải trừng trị. Trời ơi, đội ơn quan lớn, đội ơn quan lớn. Chiếc nồi nghĩa tình. Đức vua vạn tuế, ta miễn lễ các khanh hay bình thân. Nay nhà ngươi đã đổ trạng nguyên, tiếng tâm lừng lẫy, ta muốn giữ lại đây để phò vua giúp nước. Trước khi nhà ngươi nhận việc, ta cho phép về tạ ơn tổ tiên, thăm làng xóm họ hàng. Ta muốn ban thưởng cho ngươi một số báu vật, cho phép nhà ngươi tùy chọn. Dạ, muôn tâu hoàng thượng, thần xin cảm tạ hoàng thượng đã ban thưởng. Thần chỉ xin hoàng thượng cho một chiếc nồi nhỏ. Sao cơ? Thưởng xin gì? Sao không xin lụa là, gấm vóc, vàng bạc, châu báu nhỉ? Đúng vậy, ai lại đi xin một cái nồi cơ chứ? Người có thể xin nhiều thứ lụa là, vàng bạc, châu báu khác quý giá hơn. Trong cung của ta, cái gì cũng có. Dạ thưa không, xin đa tạ hoàng thượng. Thần không xin gì khác, thần chỉ xin được hoàng thượng ban cho thần chiếc nồi nhỏ thôi ạ. Mong muốn của ngươi khiến ta rất thắc mắc. Ngươi có thể giải thích vì sao không? Dạ thưa hoàng thượng, trước khi đi thi, thần chỉ là một anh học trò nghèo. Đói quá. Bác sử ơi, lại muốn mượn nồi à? Đây, nồi đây, cháu cầm lấy. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Bác tốt quá, lại luôn nghĩ cho cháu nữa. Có gì đâu. Thôi, cháu đi nấu cơm đi, kẻo đói. Dạ, cháu chào bác ạ. Sao hôm nay nhà bác ấy ăn còn nhiều cơm thế nhỉ? Bẩm hoàng thượng, nhờ có chiếc nồi nghĩa tình này mà hạ thần mới có được ngày hôm nay. Vì vậy, hạ thần chỉ xin chiếc nồi để về trả ơn cho bác hàng xóm tốt bụng thôi ạ. Ngươi quả là người có tình có nghĩa. Vậy ta ban cho nhà ngươi chiếc nồi được đúc bằng vàng. Ngươi mang về biếu cho người hàng xóm ân tình ấy. Dạ, xin đội ơn bệ hạ. Quan Trạng đã về, Quan Trạng đã về làng. Quan Trạng vào nhà ông Sửu làm gì thế nhỉ? Bê cái gì trên tay thế kia? Tôi cũng không biết. Ôi, xin kính chào Quan Trạng. Bác ơi, là cháu đây, thằng Tý hàng xóm đây mà. Trời ơi, ngài chính là anh Tý đây ư? Trời ơi, cháu đã đỗ đạt rồi ư? Làm quan to rồi hả? Bác biết mà, có công mài sắt, có ngày nên kim. Sẽ có ngày này mà. Thật bỏ công bao năm miệt mài kinh sử, đèn sách. Bác ơi, cháu có được như ngày hôm nay là nhờ có ân tình của bác đã dành cho cháu bao năm qua ạ. Bác ư, bác thì có công lao gì cơ chứ? Nhiều lắm bác ạ. Đúng vậy, hai bác đây có công gì đâu. Bác ơi, cháu quên sau những tối hai bác cho cháu mượn nồi. Không, món quà quý giá như thế này bác không dám nhận đâu. Cho mượn nồi thì có gì đâu mà quan trọng, phải trả ơn to đến thế cơ chứ. Đúng vậy, thật chẳng hiểu thế nào. Thưa bà con, bà con không hiểu được đâu. Hồi đó vì nghèo, những ngày ôn thi, tôi không có thì giờ kiếm gạo, được hai bác đây cho mượn nồi. Nhưng luôn để thừa cơm dành cho tôi. Nhờ cơm vét nồi ấy mà hôm nay...
Hóa ra là vậy. Vì nghèo, bác cũng chỉ dám làm vậy thôi. Cảm ơn hai bác. Cháu đã đỗ đạt được như hôm nay, tất cả là nhờ tình làng nghĩa xóm. Thật là phúc đức. Quan Trạng không những hiếu học mà còn là người ân nghĩa, không quên thuở Hàn Vi. Nước nhà có phúc, có những quan ân tình, thanh liêm, giúp dân, giúp nước. Túi cam cuối ngày. Ủa, cô Liên hôm nay dọn hàng sớm thế? Chị ạ, hồi sáng mẹ em bị cảm, em thu xếp về sớm còn lo cơm nước với thuốc men cho bà. Chết, bà bị cảm hả? Có nặng không em? Dạ, em đã mời bác sĩ đến khám nên mẹ em cũng đỡ rồi, nhưng cần phải nghỉ ngơi ít bữa. Thế à, em dọn nhanh còn về, có gì tối tôi qua thăm bà sau nha. Dạ. Lại hỏng rồi. Chết thật, trời nắng, cam hỏng nhiều quá. Cứ thế này thì lỗ vốn mất. Ờ, cháu ơi, hết cam rồi à? Dạ, còn cô ạ, cháu đang dọn hàng nên cho vào trong này chứ không phải hết đâu ạ. Thế à, vậy thì cháu nhặt luôn cho cô 2 ký nghe. Dạ. Tại sao lại không nhỉ? Đang lúc không biết xử lý sao với chỗ cam hỏng này, mà bà khách kia nhìn cũng biết là khách vãng lai, đến đây mua một lần là cùng, tội gì. Mẹ ơi, nhà có khách à? Ờ, cô... À, con gái tôi về rồi đó. Ồ, là cháu à? Ờ, cháu chào cô. Ra cô là bạn của mẹ cháu. Ừ, nãy tôi gặp cháu ở chợ. Chị có con gái giỏi ghê ha. Bằng tuổi ấy đã biết buôn bán rồi. Chị cứ quá khen. Dạ, cháu xin phép vào chuẩn bị cơm. Cô ở đây ăn tối cùng mẹ con cháu nhé. À, đúng đây, chả mấy khi chị đến chơi, tiện thể ở lại ăn cơm luôn với mẹ con tôi. Thôi cảm ơn chị, tôi chỉ ngồi chơi với chị một lát rồi xin phép phải về, chứ còn bận nhiều việc lắm. Chết thật, mình không biết đây là bạn của mẹ, lại nhặt cho cô ấy toàn quả cam sắp hỏng. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Phải làm sao đây, nếu giờ mẹ bổ chỗ cam ấy ra mời khách thì... Chẳng biết mua gì thăm chị, tôi mua cân cam để chị bồi dưỡng. Mà thế nào lại vào mua đúng hàng cam của cháu nhà ngoài chợ chị ạ? À? Ờ, thế à, nó hay cất được hàng tươi ngon lắm. Ôi, cứ đà này thì sớm muộn chỗ cam kia cũng bị lộ mất. Phải làm sao bây giờ? Ừ, dạ cô, mẹ, con mới mua được một loại trà đặc biệt. Mời cô và mẹ uống thử. Ồ, thế à? Ôi, con xin lỗi, con vô ý quá. Để con dọn bàn rồi pha lại nước ạ. Còn sao thế, phải cẩn thận chứ. Thôi khỏi cần cháu à, cô ngồi với mẹ cháu một lúc rồi về thôi mà. Dạ, cô cứ ngồi chơi với mẹ cháu. Hai người lâu không gặp, chắc cũng có nhiều chuyện muốn nói. Cháu pha lại nhanh thôi ạ. Đúng đấy, chị cứ để cháu nó làm. Uống chén nước đã, đi đâu mà vội. Tôi biết, nhưng đến thăm chị được thế này là mừng rồi. Giờ tôi xin phép về kẻo muộn. Thôi chào chị và cháu nhé, bữa khác rảnh tôi lại qua. Dạ, cháu chào cô ạ. Nếu chị bận việc thì đành để khi khác vậy. Vâng, chị cố gắng nghỉ ngơi ăn uống cho mau khỏe nghe. Cam kia cứ mỗi ngày một cốc cũng tốt lắm chị ạ. À. Thôi, tôi về đây ạ. À. À, Liên à, tiện con vắt cho mẹ cốc nước cam cho đỡ háo nhé. Ôi, Liên, hôm nay con sao vậy? Cứ đổ vỡ liên tục à. Dạ, con... Liên, thế này là thế nào? Đây là cam con bán cho cô ấy ư? Toàn quá dập sắp thối hết cả thế này. Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi. Con nghĩ cô ấy chỉ là khách lạ nên mới vậy. Không được, cho dù cô ấy là khách vãng lai thì con cũng không nên thế. Người ta có tin tưởng con thì mới không kiểm tra lại. Nếu như cô ấy không đến thăm mẹ mà thăm một người khác, thử hỏi với chỗ cam này thì cô ấy biết nhìn mặt người ta ra sao? Chẳng phải con đổ tiếng xấu cho cô ấy rồi không? Mẹ, con thật sự sai rồi mẹ ạ. À. Con xin lỗi, con đã sợ hãi suốt từ lúc về nhà đến giờ. Con hứa đây là lần đầu và cũng là lần cuối con dám làm như vậy ạ. À? Con nhớ đấy, làm ăn hay làm người đều phải trung thực và có tâm. Tuyệt đối không bao giờ được có ý nghĩ hành động gian dối như thế nữa, hiểu chưa? Dạ, vâng ạ. À.
những nhạc sĩ thành Remen. Đúng là con lừa già, càng ngày càng đi chậm. Nhanh lên, kẻo trời sắp tối rồi. Không thể dùng mày được nữa rồi. Con lừa ấy đây, ông xem được giá thì làm thịt cho tôi. Vậy ngày mai tôi sẽ tiến hành luôn nhé. Ta đã làm việc cả đời cho ông chủ không biết mệt. Đến giờ ta già rồi, không còn tác dụng nữa, thì ông chủ lại định làm thịt ta để lấy bộ da sao? Thật bất công. Phải giữ lại cho tôi bộ da của nó đây nhé. Vâng, bác cứ yên tâm. Trời ơi, con lừa nó trốn mất rồi. Mình thật ngốc vì đã để nó nghe thấy kế hoạch của mình. Nhưng mà thôi, tiếc gì con lừa già. Phải chạy trốn. Tôi ngày một già, sức ngày một yếu, nên không đi săn được nữa. Nên ông chủ định giết tôi. May mà tôi trốn kịp. Bác cũng giống tôi. Hay là chúng ta cùng tới thành Dreamland đi. Tới đó chúng ta sẽ làm gì để sống? Chúng ta sẽ trở thành nhạc sĩ. Tôi cũng không có chỗ nào để đi. Thôi thì tôi đi cùng bác. Này bác mèo, bác có chuyện gì không mà trông bác buồn thế? Không buồn sao được khi vừa phải bỏ nhà ra đi. Sao bác phải bỏ nhà ra đi? Tôi già quá rồi, không bắt được chuột nữa, nên bà chủ định giết thịt tôi. Tôi trốn đi nhưng giờ không biết đi đâu. Ôi thế thì đi cùng chúng tôi. Các bạn định đi đâu? Chúng tôi tới thành Rayman để trở thành nhạc sĩ. Thế thì cho tôi đi cùng với. Sao lại có tiếng gà gáy vào giờ này thế nhỉ? Đằng kia có một bác gà trống già kìa. Chúng ta cùng tới đó đi. Này bác gà trống ơi, sao bác lại gáy vào giờ này? Ngày mai bà chủ định bỏ tôi vào nồi súp để đãi khách rồi các bác ơi. Tôi phải gáy nốt hôm nay cho thỏa chí. Này bác màu đỏ, thà đi với bọn tôi còn hơn. Chúng ta sẽ tới Remen. Giọng cậu tốt. Nếu chúng mình cùng hòa nhạc thì hẳn là hay đứt đi rồi. Bác nói cũng có lý. Thôi được, cho tôi đi cùng các bác với nhé. Đi mãi mà chẳng có căn nhà nào để nghỉ chân. Thôi, chúng ta đành ngủ dưới gốc cây này vậy. Để tôi thám thính xem. Đằng kia có đốm lửa các bác ơi. Có lẽ là một ngôi nhà. Chúng ta tới đó thôi. Chúng ta qua đó xin nghỉ chân thôi. Đi nào. Ồ, thì ra là nhà của bọn cướp các bác ơi. Vậy thì chúng ta đừng hòng mà xin ở nhờ được nhé. Giá mà chúng ta được ngồi ăn trên chiếc bàn đó thì tốt quá nhỉ. Chúng ta phải bàn cách gì đó để tống khứ bọn cướp ra khỏi nhà. Tôi nghĩ ra cách này. Mà có mà, chạy mau. Tôi chưa từng bao giờ được ăn một bữa ngon như thế này. Tôi cũng thế. Thật là sung sướng các bác ơi. Ăn xong rồi ngủ một giấc. Thật đã quá. Tôi xuống bếp ngủ đây. Tôi thì quen ngủ ở sau cửa rồi. Chỗ của tôi là ngủ ngoài sân. Còn chỗ của tôi là trên mái nhà. Chúc các bác ngủ ngon nhé. Tại sao chúng ta lại phải chịu mất nhà nhỉ? Một người trong chúng ta phải quay lại xem có đúng là nhà có một con ma hay không. Đúng thế, tao sẽ quay lại kiểm tra xem. Trong nhà có một con ma xanh lét, lấy móng tay dài cào mặt tôi. Ở ngay cửa ra vào còn có một người đàn ông cầm dao chém vào chân tôi. Ngoài sân có con quái vật đen tuyền cầm chùy giáng tôi một chùy và hét lên những từ rất khó hiểu. Thế là tôi bỏ chạy thục mạng về đây. Khủng khiếp quá. Có lẽ chúng ta phải bỏ đi thôi. Tôi sẽ không bao giờ quay lại đó nữa. Giờ chúng ta cứ yên tâm ở lại đây. Chúng ta có thể tập đàn hát
để có một ban nhạc cho thành Remen rồi. Đúng, đúng. Chú mèo đi hia. Tuổi cha đã cao, nay đã đến lúc gần đất xa trời. Trước khi đi, cha vẫn không yên lòng nhắm mắt nếu các con không hứa với cha điều này. Thưa cha cứ nói đi ạ. Chúng con đang nghe đây. Cả đời cha tung thiếu, không lo cho các con được cuộc sống đầy đủ. Nay cha mất đi, chỉ để lại một chút gọi là gia tài. Đó là một côi sầy gió, một con lừa và con mèo lười biếng kia. Các con chịu khó bảo ban nhau làm ăn, giúp đỡ nhau lúc khốn khó. Có như thế, cha mới yên lòng mà nhắm mắt. Vâng, chúng con xin ghi nhớ lời cha dạy. Cha ơi, cha! Này, cha cũng mất rồi, chúng ta phải nghĩ kế làm ăn. Anh tính như vậy nha. Anh sẽ lấy cái cối xay gió để xay gạo thóc thuê vào vụ mùa, để cho chú hai con lừa để đi thù hàng, còn chia cho chú Út con mèo kia. Phải đấy, em tán thành. Thêm nữa, căn nhà này cũng chật, sau này chúng ta còn phải lấy vợ nữa. Em nghĩ là chú Út nên dọn ra túp lều đằng sau kia. Em thấy có được không? Nhưng con mèo này thật vô dụng, chẳng làm nổi việc gì. Sau này em biết làm gì để mà kiếm sống qua ngày. Hay các anh cho em đi cùng với? Chúng ta lớn rồi phải tự lập dần đi. Tôi là anh cả nên có quyền tự quyết. Cậu không được phép phản đối. Vâng ạ. Đây phần của cậu, từ giờ cậu dọn ra lều mà ở. Mình nhận được phần tồi tệ nhất. Anh cả của mình có thể xây bột, anh hai mình còn có con lừa để chở hàng. Còn mình làm ăn gì với con mèo khốn khổ kia? Họa chăng lột da nó, làm được đôi găng tay lông là hết sạch cả gia tài rồi. Cậu ơi, hãy nghe tôi nói. Cậu chẳng cần giết tôi, lấy da làm một đôi găng tay loại tồi làm gì. Cậu cứ thuê thợ làm cho tôi một đôi hia để tôi có thể đi phố được. Lúc đó mọi người sẽ lưu ý tới tôi, rồi tôi hứa sẽ làm cậu được nở mày nở mặt, ăn nên làm ra. Mi biết nói ư? Nhưng làm sao ta tin được lời mi? Mà có tin đi nữa thì ta chỉ còn chút vốn liếng cuối cùng này, chả lẽ đổ vào đôi hia của ngươi ư? Cậu cứ tin ở tôi, chắc chắn tôi sẽ giúp cậu vượt qua sự khó khăn này. Thôi được rồi, để ta đi ra thị trấn đóng cho mi một đôi giày. Đôi hia thật vừa vặn với tôi. Cậu cứ ở nhà đợi tin của tôi nhé. Được cả mấy con lận. Nhìn kìa, có một con mèo đi hia. Thưa đức vua cao quý, tôi không những biết đi hia, biết nói mà còn biết bắn cả chim đa đa. Chủ của tôi là bá tước Montegas Sofania, xin trân trọng kính gửi hoàng thượng lời chúc sức khỏe và xin kính dâng hoàng thượng số chim đa đa vừa mới bẫy được. Chim đa đa ư? Ta vốn rất thích chúng, nhưng chúng nhát quá, xưa nay rất hiếm người bắt được. Cho ta xem nào. Tốt lắm, ta sẽ ban thưởng cho chủ tớ nhà ngươi. Nhớ mang số vàng đó về cho chủ của ngươi nhé. Nói là ta đa tạ bá tước về món quà biếu nhé. Vàng ở đâu ra nhiều thế này? Làm sao mà mi kiếm được? Tôi còn có thể kiếm nhiều hơn nữa kia. Ngày mai vua và công chúa sẽ đi dạo ở hồ nước phía tây. Cậu chủ cứ làm theo tôi nói là được rồi. Cậu cứ yên tâm tắm ở dưới đó, nếu vua và công chúa có tới cũng không được lên bờ. Trời ơi là trời, muôn tàu bệ hạ, ba tư của tôi đang tắm ở hồ thì có một tên trộm đến lấy cắp tất cả quần áo để trên bờ. Giờ thì chủ của tôi làm sao mà lên được? Ở lâu dưới nước chắc sẽ bị cảm lạnh và chết mất thôi. Ồ, hóa ra là chú mèo hôm trước. Vậy bá tước của ngươi vẫn ở dưới hồ ư? Người đâu, lấy ngay cho bá tước một bộ quần áo. Kính chào đức vua cao quý. Bá tước, ta chưa có dịp cảm ơn ngươi vì món quà lần trước.
hãy lên xe của ta để chúng ta có dịp trò chuyện. Các bác nhà nông, cánh đồng này của ai thế? Của thầy phù thủy lắm tà thuật sống ở bìa rừng. Các bác nghe tôi nói đây, xe nhà vua sắp đi qua vùng này. Nếu vua hỏi cánh đồng của ai thì các bác nhớ trả lời là của bá tước nhé. Nếu các bác không nói đúng như vậy thì tất cả sẽ bị đánh ngay tại chỗ. Vâng, chúng tôi xin nghe theo lời cậu. Người muốn gì? Đừng có làm phiền ta thì biết thay nhau đi. Tôi nghe nói ông có thể tùy theo hứng của mình mà muốn biến thành con vật gì cũng được. Biến thành chó, thành cáo, thậm chí thành chó sói. Những chuyện ấy chắc chắn tôi có thể tin được. Nhưng mà tôi không tin ông có thể biến thành voi được. Do đó tôi tới đây để chính mắt nhìn xem có đúng như vậy không. Ồ, đối với ta đó là chuyện vặt vãnh. Thế cũng là đáng kính nể lắm rồi. Nhưng liệu có thể biến thành sư tử được không? Chuyện vặt vãnh ấy có chi đáng kể. Chuyện như vậy đúng là tôi chưa từng nghe và chưa từng trông thấy. Ngay trong giấc mơ của tôi cũng chưa từng thấy bao giờ. Nhưng nếu ông biến ra một con vật nhỏ xíu như con chuột nhắt chẳng hạn thì mới thật là tài thánh. Chắc chắn là ông tài ba hơn hẳn các thầy phù thủy khác trên đời. Nhưng chuyện biến thành chuột nhắt chắc là không làm nổi rồi. Ây chà chà, anh bạn mèo thân mến, ngay cả việc đó ta cũng làm được. Cánh đồng cỏ này của ai đấy? Tâu bệ hạ, đồng cỏ của đức ông bá tước ạ. Bá tước có vùng đất đẹp đấy. Bá tước ạ, chắc hẳn là bá tước giàu có lắm. Ta chưa chắc đã có một khu rừng rộng đẹp bao la như vậy. Tâu bệ hạ đã tới khu lâu đài của bá tước chủ tôi. Điều đó là một vinh hạnh suốt đời cho chủ tôi. Công chúa đính hôn với bá tước và khi vua cha băng hà, bá tước lên nối ngôi, phong cho mèo đi hia làm tể tướng. Kể từ đó, họ sống hạnh phúc đến suốt đời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!